Hi, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Phước Sửu sẽ đưa đến cho quý chị một sản phẩm khá đẹp tại GS Metro City. Với một cái kiểu thiết kế song lập với diện tích ngang 10 và 20, và căn biệt thự này được thiết kế là hai lầu nha quý chị. Và mỗi lầu thì quý chị có thể là thiết kế được hai phòng ngủ, và trong hai phòng ngủ thì có thể thiết kế là toilet nằm bên trong, một khu khá đẹp và gọi là chuẩn thông tin để cho quý anh chị có thể lựa chọn nơi đây là một nơi đầu tư và cư lập nghiệp. Đối với cái khu biệt thự song lập này thì với một cái kiến trúc hiện đại, thiết kế đẹp và đẳng cấp, tạo nên một môi trường sống vô cùng sang trọng. Các căn biệt thự song lập được chú trọng thiết kế có sự gắn kết và đồng bộ với tất cả những căn bên cạnh nha, tạo nên một quần thể kiến trúc đẹp. Như mọi người nhìn thấy, một kiến trúc gọi là thiết kế gọi là bán cổ điển, một cái màu sơn này theo như quý anh chị một vài khách hàng nói ở đây là một khu dân cư gọi là đẳng cấp sang trọng, và một màu sơn này nó khó phai màu và tạo nên một cái giá trị đẳng cấp cho khu này ha. Các mặt thoáng rộng rãi, có thể đi lại trồng cây và thiết kế những cái sân vườn nhỏ xung quanh của căn biệt thự này nhé, và tất cả tạo một nên một không gian thoáng mát. Hiện tại thì tổng quy mô của khu này là 350 hecta, nhưng mà chỉ có 760 căn gọi là thấp tầng, còn lại là sẽ thiết kế gọi là cao tầng. Và những cái căn này thì sẽ được thiết kế theo một phong cách bán cổ điển và tạo nên một cái khu dân cư sang trọng đẳng cấp. Biệt thự song lập tại Sài Gòn Nhà Bè là một cái quần thể siêu đô thị GS với tổng quy mô 349 hecta, nằm tọa lạc ngay khu Nam Sài Gòn, mặt tiền đường Nguyễn Văn Thọ, do một cái chủ đầu tư của tập đoàn GS Hàn Quốc, một trong những thương hiệu của bất động sản lớn nhất ở Hàn Quốc, lựa chọn nơi đây là một nơi gọi là quy hoạch thiết kế và trở thành những cái phân khu đô thị hiện đại phát triển bậc nhất trong khu vực. Thì mình quay lại với cái cách thiết kế của cái căn biệt thự GS này, thì một cái cách thiết kế rất là tài tình, tiêu chuẩn ở đây là khá đẹp và là một khu đô thị gọi là 5 sao. Thì căn biệt thự GS 10x20 này có thể là thiết kế cho quý anh chị ở với một cái gia đình tầm khoảng 3 đến 4 thế hệ. Với cách thiết kế này thì có thể được đến 5 phòng ngủ quý anh chị ạ. Nơi đây thì quý anh chị có thể là làm một cái khu sân vườn trên cao, và xung quanh thì mình có thể là thiết kế là cho đậu xe hơi phía trước 7 chỗ, và sân trước nhà thì mình thiết kế có thể một là làm cảnh quan, và có thể là thiết kế thêm một đậu xe nữa. Thì nói đến cái khu đô thị 350 hecta này thì là một cái khu đô thị đẳng cấp. Và trong cái phân khu đầu tiên là phân khu Zai River County One này thì có đến là 350 căn, và có đến 3 clubhouse. Trong clubhouse có hồ bơi nè, phòng tập gym, karaoke, bia, và có hầm rượu dưới đất, có cả tắm sauna, sông hơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở nhiều video sau.